tụng kinh trì chú niệm Phật đều tốt hết. Có một câu dạy rất hay: tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng có giảng công đoạn này. Ngài nói gì sao không bằng, trong khi pháp Phật là bình đẳng, vì sao nói tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật? Kinh giáo nhiều, người hành trì làm được ít, trì chú ít hơn nên người làm được nhiều hơn. Niệm Phật càng ít thì người làm được càng đông. Nên pháp của Phật áp dụng vào chỗ phù hợp lợi ích, nên mới có câu tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Cái gì phải nhớ? Thí dụ như quý vị thích tụng kinh thì tụng kinh rất là tốt, vì quý vị tụng kinh được sáng mắt miệng đọc rõ ràng, quý vị tụng được kinh, hoặc quý vị thích nghe kinh, tụng kinh tốt. Quý vị thích trì chú, trì chú đại bi hay chú gì đó, thì quý vị thích trì chú, quý vị thấy trì chú quý vị rất an lạc, thì đó là việc quý vị trì chú tốt. Quý vị thích niệm Phật, niệm Phật rất tiện lợi, đi đứng làm ngồi đều niệm được, mọi lúc mọi nơi đều niệm được. Cặn tử nghiệp niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị thích niệm Phật, niệm Phật tốt. Vậy thì pháp của Phật đều tốt, nhưng vì sao nói không bằng? Thì những đức vừa nói đó, phù hợp. Thí dụ như bây giờ người đi đến chùa tu phần nhiều là người lớn tuổi, thời cuộc này thì đa phần con người ta bận bịu, việc ngồi đó tụng bộ kinh thì người ta không được có thời gian. Ngồi đó trì chú thì có nhiều người có khi cũng không có thời gian, nhưng câu Phật hiệu thì đi đứng nằm ngồi người ta niệm được. Nên tại sao nhiều người người ta thích niệm Phật vì ngay cái chỗ tiện bề. Còn nếu như quý vị có thể ngồi tụng kinh được, rất là tốt. Quý vị ngồi trì chú được, quý vị trì chú được, điều này rất tốt. Nên quý vị nhớ pháp của Phật chúng ta không bài xích, nhưng chỗ để dẫn dắt chỉ dạy phù hợp lợi ích đông người thì đó là sự tán thán mà chư Phật Bồ Tát, chư Tổ Sư cũng nhìn từ chỗ lợi ích lớn, đông, nhiều người được lợi ích. Căn tính nào cũng có thể niệm Phật để cầu sanh cực lạc được, nên chỉ dẫn chuyên niệm Phật. Còn quý vị muốn tụng kinh, quý vị muốn trì chú, việc này rất là tốt. Mình đọc được, mình trì được thì việc này rất là tốt thôi, có gì đâu. Nên có khi những đức chia sẻ một câu ai Phật niệm đến cùng, có những người nói rằng trì chú tốt mà thầy, thì tốt mà, những đức có nói xấu đâu, đâu nói xấu đâu. Nhưng chỗ chúng ta lý luận căn bằng, quý vị nghe rất rõ ràng phải, lý luận căn bằng không? Rất là căn bằng. Mình xem thí dụ như ngày Chủ nhật người ta đến chùa, đa phần người già rất nhiều quý vị. Người đi chùa đa phần là người già rất nhiều. Mà đã là người già thì mắt mờ, lỗ tai có khi nghe không được rõ, miệng nói có khi cũng không được nhạy bén như người trẻ. Vậy thì nếu như mà nghe được tụng kinh chậm chậm vừa vừa còn có thể dò chữ đi theo được. Còn nếu như gặp những người tụng kinh quá nhanh thì mặt thầy thầy tụng, mặt trò ngồi ngơ ngác. Còn trì chú thì quý vị biết, trì chú thì không thể nào trì chậm được, trì chú thì phải nhanh hơn nữa. Vậy thì nếu như những người dù có thuộc nhưng mà có khi trì theo thì đối với người già cũng có sự trở ngại.
biết rằng cái pháp tụng kinh, cái pháp trì chú công hiệu không có thua gì niệm Phật, chắc chắn luôn. Đã là pháp của Phật thì toàn là pháp giải thoát, không có nói rằng là hơn thua ở trong đây. Nhưng thí dụ như quý vị tụng một cuốn kinh, quý vị sẽ ngồi có khi tụng vì ngủ gà ngủ gật. Nên chư tổ sư nói rằng một bên là 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, thì trong đó có trì chú đồ hết đầy đủ trong đó luôn, kinh giáo trì chú đầy đủ hết trong 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Một bên là một câu A Di Đà Phật. Vậy mà chư tổ sư nói rằng để lên bằng căn bằng nhau, để lên bằng căn bằng nhau. Như vậy thì quý vị tụng nguyên một cuốn kinh Vô Lượng Thọ tốt không? Quá tốt. Nhưng quý vị tụng nguyên một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, quý vị có khi bị hôn trầm, quý vị ngủ gật, ngủ gật, thì quý vị đã bỏ sót một số câu kinh quý vị không tụng được. Nhưng trong thời gian quý vị tụng nguyên một cuốn kinh Vô Lượng Thọ hoặc là một cuốn kinh Di Đà là ngắn đi, hoặc là quý vị trì một bài chú đi, thì quý vị phải trì trọn vẹn một bài chú nghiêm túc, trọn vẹn một bài kinh, một cuốn kinh nghiêm túc. Còn một bên quý vị ngồi niệm Phật, một bên ngồi tụng kinh, một bên trì chú, thì quý vị phải hết một cuốn kinh, quý vị hết một bài chú. Còn bên kia thì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì bằng một cuốn kinh. Một bên quý vị tụng nguyên một bài chú, bên đây niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là một bài chú. Tại vì sao? Vì 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, trong đó có tụng kinh và trì chú, bên đây một câu Phật hiệu. Như vậy mà chư tổ sư nói rằng ngang nhau, để lên bằng căn bằng nhau. Nhưng chỗ lợi ích lớn đó là khi quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, thì quý vị đã niệm được trọn vẹn rồi, mà tiếp tục trọn vẹn, trọn vẹn, trọn vẹn, trọn vẹn, thì quý vị một câu Phật hiệu là trọn vẹn, một câu Phật hiệu là trọn vẹn, một câu Phật hiệu là một cuốn kinh, một câu Phật hiệu là một bài chú, một câu Phật hiệu là một cuốn kinh, một câu Phật hiệu là một bài chú. Còn một bên quý vị tụng một cuốn kinh, một bài chú. Những đức phân tách chỗ này ra cho quý vị nghe là căn bằng. Vì sao nói niệm Phật thù thắng nhất? Vì ngay chỗ đó đó. Lỡ quý vị có ngủ gục thì cũng ngủ gục một số câu Phật hiệu. Còn những câu Phật hiệu quý vị đã niệm được thì đã trọn vẹn. Trong lúc quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì trọn vẹn. Trong lúc quý vị niệm một câu A Di Đà Phật thì trọn vẹn. Nhưng bên kia quý vị tụng nguyên một cuốn kinh, nếu như quý vị ngủ gật không nghiêm túc, tỉnh táo, thì quý vị đã bị thiếu sót một cuốn kinh. Một bài chú quý vị trì không rõ ràng, không nghe rõ ràng, không trì được ổn định, thì quý vị bị khuyết bài chú. Nhưng bên đây chúng ta nghiêm túc một câu Nam Mô A Di Đà Phật, sự nghiêm túc một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật dễ hơn là sự nghiêm túc một cuốn kinh, sự nghiêm túc một bài chú. Quý vị nghe rất rõ ràng nghe, những đức căn bằng cho quý vị để nhận thức. Và chúng ta nhìn nhận cái thời cuộc cơm áo gạo tiền, con người tâm trí con người nó rất là bấn loạn. Nếu kêu để nghiêm túc một cuốn kinh mà không ngủ gật thì khó, đúng không quý vị? Nghiêm túc những bài chú trì nhanh mà theo được điều rang, nhiếp tâm vào đúng bài chú thì cực kỳ khó. Nhưng mà có thể chúng ta nghiêm túc được Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không? Thí dụ như mình đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị có thể đi đứng nằm ngồi vì niệm một câu A Di Đà Phật. Quý vị niệm rất là tiện, rất là tiện lợi. Nhưng quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị trì chú đại bi thì quý vị thấy khó không? Khó vô cùng. Quý vị chưa trì hết bài chú đại bi, có người hỏi quý vị, không lẽ quý vị nói tu trì chú đại bi, quý vị cũng tạm ngưng rồi. Không lẽ quý vị tụng kinh, quý vị đi dọc đường quý vị tụng kinh, thì không thể nào quý vị tụng hết được một cuốn kinh là đã có chuyện đến rồi. Nhưng mà một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì được, một câu A Di Đà Phật thì được. Gặp trường hợp thì giải quyết vấn đề, xong làm việc xong, giải quyết xong, quay lại niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật. Nên mới nói rằng tụng kinh không bằng trì chú,
Trì chú không bằng niệm Phật. Cái không bằng là cái lợi ích, cái xác thực, cái gần gũi, cái dễ làm, tiện lợi cho chúng sanh hành trì. Nên Đức Phật A Di Đà ngài đưa lên bổ nguyện niệm Phật là câu Phật hiệu để tiếp dẫn chúng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì nhớ chỗ này cực kỳ quan trọng luôn đó. Nên vì sao những đức nói rằng những đức học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là học cả cuộc đời. Những đức từng nói rằng nếu như những đức không học hai đề tài này nữa thì chắc là những đức nghỉ tu tịnh độ. Có một Phật tử nói rằng thầy không học hai đề tài này nữa con cũng tiếp tục lắng nghe và áp dụng, không bỏ cuộc. Những đức nói rất đặc biệt. Người như vậy mới là người có chánh chi chánh kiến, nhận thức rõ ràng sự lợi ích xác thực để nắm chắc pháp tu cả đời không bị dao động. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không hay chư tổ sư cũng có một đoạn giảng này: người niệm Phật gây dựng tín nguyện kiên cố, dù Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thị hiện xuống, ngài nói rằng ta có một cái pháp đặc biệt để trao truyền cho con. Chúng ta đảnh lễ ngài ba lại và quỳ lên nói rằng con đã phát nguyện nghe theo lời ngài, ngài chỉ dạy con niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Con đã phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, nguyện cầu Đức Thích Ca Mâu Ni cho chúng con được tròn tâm nguyện này. Người niệm Phật tín nguyện phải đi đến trình độ cực kỳ cao như vậy thì quý vị tu mới có kết quả. Nếu như hôm nay vị tu này nghe cái kia, nghe nọ, nghe cái gì cũng muốn học, nghe cái gì cũng muốn thay đổi, cứ thay đổi suốt luôn, vậy làm sao quý vị thành công khi cuối đời? Hòa Thượng Tiên Hóa có một câu nói rằng vì sao mỗi ngày bạn phải niệm Phật? Vì mỗi ngày niệm Phật là để gây dựng khi cuối cuộc đời mình không quên câu Phật hiệu. Đúng rồi, vì bổ nguyện tiếp dẫn là câu Phật hiệu. Mỗi ngày quý vị niệm Phật là đầy đủ tất cả rồi. Nên quý vị tụng kinh cũng được, quý vị trì chú cũng được. Nhưng quý vị coi, có những người người ta không tụng kinh được, những người không trì chú được. Quý vị thấy cái pháp niệm Phật, thí dụ như người mù rất khó tụng kinh, rất khó trì chú. Nhưng người mù có thể niệm được một câu Phật hiệu. Quý vị thấy những đứa tổ chức bao nhiêu chương trình người mù chưa? Rồi chùa mình bao nhiêu người già? Quý vị coi, rất nhiều người già trong chùa mình, những đức tính nhìn rõ ràng luôn. Quý vị kêu họ tụng kinh và trì chú cực kỳ khó, không được luôn. Nhưng họ một câu Phật hiệu họ niệm thì được. Nên cái pháp niệm Phật này mà nói là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu là câu Phật hiệu đó quý vị. Vì nương vào bổ nguyện niệm Phật, Phật tiếp dẫn, nên câu Phật hiệu gọi là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu. Bậc thánh cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không chi là bậc hạ căn của chúng ta. Nên một câu Phật hiệu thì cực kỳ dễ niệm, tiện bề. Nên đây là pháp đại thù thắng. Pháp của Phật thì hoàn toàn bình đẳng. Nhưng vì sao nói câu Phật hiệu là đại thù thắng? Vì dễ làm, dễ áp dụng. Quý vị nghe những đức phân tách rất rõ ràng không? Đó. Nên tất cả những người tụng kinh, những người trì chú, đừng bao giờ nói rằng ôi sao thầy những đức ổng cứ là một câu Phật niệm đến cùng, ổng cứ tán thán câu Phật hiệu. Vì duyên của những đức là như vậy. Quý vị tụng kinh, quý vị trì chú là chuyện quý vị, kể quý vị chứ. Cứ làm đi, tốt mà. Nhưng đó là việc quý vị làm được. Còn rất là nhiều người làm không được, những đức đâu có bài xích tụng kinh trì chú. Mà những đức nói rằng là cái phù hợp. Rất nhiều người già những đức lấy cái số đông, và nhiều người trẻ bận biểu thì cũng niệm Phật được. Còn quý vị trì chú được, quý vị cứ trì chú. Quý vị tụng kinh được thì cứ tụng kinh. Còn những đức chuyên niệm Phật, những đức cứ chuyên niệm Phật. Đều là pháp của Phật. Thí dụ như giờ những đức đưa lên tư tưởng niệm Phật địa chung lễ Phật. Có những người người ta muốn người ta chuyên niệm địa chung thôi, tốt không? Tốt. Người ta muốn chuyên lễ Phật không? Tốt không? Tốt. Người ta muốn chuyên ngồi niệm Phật không? Tốt không? Tốt. Người ta muốn chuyên dùng điệu hộ niệm để tu thôi, tốt không? Tốt. Cái đó là cái việc quý vị chọn là tốt, duyên của quý vị. Còn những đức hướng dẫn chuyên niệm Phật thì có lợi ích của cái chuyện những đức hướng dẫn. Còn quý vị chuyên trì chú đại bi, quý vị lợi ích được chuyên trì chú đại bi. Quý vị chuyên tụng kinh, lợi ích của chuyên tụng kinh. Nhưng chuyên cái gì rồi cuối cùng quý vị cũng chuyên A Di Đà Phật. Vì cuối cùng cuộc đời quý vị, quý vị niệm cái gì để cầu vãng sanh? Ngồi suy nghĩ đi. Quý vị
làm cái gì để cầu giáng sanh. Quý vị có tụng gì đi chăng nữa, có kết hợp hỗ trợ làm đủ cách đi chăng nữa, thì cái cuối cùng quý vị là làm cái gì? Để cầu giáng sanh. Rồi cuối cùng quý vị hộ niệm, hộ niệm câu gì để cầu giáng sanh? Thí dụ như bây giờ ban giám khảo đưa ra một cái đề thi, mà đưa ra đề thi này ở thế gian, thí dụ như không cho mình biết. Nếu như cho mình biết bài thì cái này thì nói làm chi nữa, ở thế gian này không cho phép rồi đúng không? Mà làm được điều đó thì mình dở quá. Nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà, ngài đối với cái người tu tịnh độ, ngài mở bài ra từ câu hỏi đáp số, lý giải rõ ràng hết cho quý vị biết luôn. Nhiều người chúng ta tu tịnh độ, chúng ta ví dụ con thỉnh hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni, con thỉnh hỏi A Di Đà Phật, con muốn tu học sanh về thế giới cực lạc, con phải dùng phương pháp nào? Thì Đức Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà sẽ nói rằng đáp số cuối cùng, ý niệm cuối cùng là câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc câu A Di Đà Phật, con muốn sanh cực lạc Tây Phương, thì Phật tiếp dẫn. Đáp số. Mình là thí sinh đang học, mà Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, ngài đưa luôn cái đáp số của cái đề thi cho mình luôn rồi. Con muốn về Tây Phương cực lạc thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì rõ ràng rồi còn gì nữa. Ý niệm cuối cùng quý vị là ý niệm gì? Quý vị có tụng bao nhiêu kinh, quý vị có trì bao nhiêu chú, vẫn là để hỗ trợ cho cái việc quý vị niệm Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn, đúng không? Rất rõ ràng không? Nên chúng ta có một nhân duyên tụng kinh, có một nhân duyên trì chú, đó là duyên nhiều đời nhiều kiếp của quý vị rồi. Nên khi quý vị tụng kinh và trì chú, quý vị rất là thích, tốt mà, việc đó quý vị làm rất là tốt. Nhưng quý vị cũng phải hồi hướng cầu sanh cực lạc, và cầu sanh cực lạc hồi hướng chưa xong, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu Phật tiếp dẫn giảng sanh. Nên cuối cùng ý niệm vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, chứ không phải là ý niệm tụng kinh và trì chú. Nhớ. Thí dụ như mình tụng kinh Vô Lượng Thọ, là kinh Vô Lượng Thọ Đức Thế Tôn phô diễn cảnh giới Tây Phương để cho chúng ta thích. Phô diễn cảnh giới để thích. Giống như quý vị muốn qua bên nước Mỹ thì người ta có một cái bản đồ, người ta nêu lên cái vị trí của đất nước Mỹ, vị trí nào, vị trí nào, và công việc ăn ở cuộc sống ở nước Mỹ tốt làm sao. Rồi quý vị mới muốn về chỗ đất nước mà quý vị thấy quá đặc biệt tuyệt vời. Thì bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài phô diễn kinh Vô Lượng Thọ để chúng ta khi trì tụng, chúng ta mới so sánh cõi ta bà này nhiều cái khổ, cực lạc nhiều cái vui. Đó chỉ là một điểm hướng đến, nhưng chỗ để đi đến được chỗ đó thì ngài nói rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Được Phật A Di Đà đến để đưa mình về cái quốc độ Tây Phương cực lạc, như trong kinh Vô Lượng Thọ phô diễn, kinh A Di Đà phô diễn, kinh Quán Vô Lượng Thọ phô diễn. Quý vị mới nhớ rằng chiếc thuyền mà đưa mình đi đến thế giới cực lạc là danh hiệu A Di Đà Phật. Ngài dùng danh hiệu A Di Đà Phật để làm chiếc thuyền từ bi, để đưa chúng sanh mười phương khắp pháp giới lên thuyền về Tây Phương cực lạc. Nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật, tính nguyện kiên cố để mà cầu sanh cực lạc. Ý niệm cuối cùng là câu Phật hiệu.
Và rất nhiều con người trong thời cuộc phát triển này, nếu như phương pháp tu tiện, dễ hành thì phù hợp. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói trong kinh Đại Tập: thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Nhiều người tu ngoài tịnh độ, tu đông nhưng không có người thành tựu. Duy chỉ có người niệm Phật, tín nguyện kiên cố thì được thành tựu. Đại sư Thiện Đạo là Phật A-di-đà quá thăng. Lời nói của Ngài là lời nói của Phật A-di-đà. Ngài có một câu nói rằng: giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bộ nguyện hải. Giả sử Đức Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này vì một việc quan trọng nhất, đó là Ngài đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp được nghe, và chúng sanh trong thời mạt pháp được biết và tu, thì họ mới có cơ hội được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có một đoạn như Đức đọc lời dạy của chư tổ sư, có một câu nè: nếu như thờ mạt pháp không được nhân duyên, Đức Thích Ca Mâu Ni nói tịnh độ, có người phô diễn tịnh độ, dạy mình niệm Phật, thì chúng sanh trong thờ mạt pháp dù có tu đông cỡ nào cũng không có người được giải thoát một đời này. Như vậy thì không gặp tịnh độ thì đời này đa phần chúng ta phải chịu cảnh đọa lạc trầm luân. Nên pháp môn tịnh độ là pháp môn đệ nhất, là ngay chỗ phù hợp. Pháp của Phật thì pháp nào cũng đệ nhất, nhưng pháp môn tịnh độ là đệ nhất trên tất cả những cái đệ nhất. Nhớ, pháp môn tịnh độ là đệ nhất trên trong tất cả các đệ nhất. Nêu lên như vậy để tất cả quý vị nghe những công đoạn này, quý vị nên truyền tải rộng ra, để cho tất cả những người niệm Phật, tụng kinh, trì chú hay tu môn nào, chúng ta đều rất có tâm bình đẳng. Chúng ta có quyền tán thán phương pháp tu của mình, không được quyền bài xích, vì đó là pháp tu của Phật dạy. Nhưng quý vị phải nhìn vào căn tính của chúng sanh trong thời cuộc. Quý vị ơi, chúng ta nên mở tâm từ bi ra. Chúng ta đừng vì một cái pháp tu mà mình đã tu, mà mình chỉ biết tán thán pháp tu này, mà mình không biết được sự lợi ích của chúng sanh trong thời cuộc này phù hợp tu như thế nào. Quý vị hãy tìm hiểu rộng một chút, hãy mở rộng tâm lượng mình một chút. Đừng có gì cái việc cái pháp tu mà mình tu rồi mình nhắm mắt nhắm mày để mà tán thán rồi phô diễn. Mình chỉ biết giữ cái ngã của mình mà mình không chịu mở rộng tâm ra để xem căn tính chúng sanh bây giờ như thế nào, để tu môn nào phù hợp, tiện là dễ tu. Thật sự mà nói, gieo duyên thì điều tốt hết, nhưng để tiện tu thì pháp niệm Phật rất tiện tu. Nhớ, mình nêu những điều này hoàn toàn cân bằng quý vị à. Hoàn toàn cân bằng. Nên á, mình đọc sách chư tổ sư đi, có những vị người ta cả đời tu thiền, tu mật tông, nhưng cuối cùng người ta vẫn đem tịnh độ giới thiệu. Vẫn đem tịnh độ giới thiệu. Thí dụ như đất nước Việt Nam chúng ta, Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh, gần cả đời Ngài làm giáo hội cương vị lớn, nhưng Ngài cũng là người chuyên niệm Phật mà. Các Ngài là khuyên dịch kinh giáo, mà các Ngài lại niệm có Phật hiệu cầu sanh cực lạc, thì quý vị biết các Ngài hiểu đến mức nào chứ? Biết được sự lợi ích của pháp môn tịnh độ này cỡ nào chứ? Rồi Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm của người Việt Nam chúng ta, Ngài là như bậc tu tổng trì, nhưng Ngài vẫn là khuyên niệm Phật. Niệm Phật tâm yếu, niệm Phật bát nhã ba la mật. Những quyển sách Ngài viết rõ ràng khuyên tán thán niệm Phật. Thì chúng ta mỗi một con người, thí dụ như quý vị có một cái nhân duyên tu về cái môn nào đó, thì cũng nên chân thật tán thán tịnh độ. Vì muôn kinh vạn luận, chư tổ sư bậc cao tăng đại đức đều nhìn nhận rõ ràng pháp môn tịnh độ thù thắng. Nên những đức nói rằng, người tin tịnh độ là có nguồn gốc, người không tin tịnh độ là không có nguồn gốc. Chúng ta không thể nào phủ nhận kinh giáo của Phật được. Nếu như
Bao nhiêu chúng sanh niệm Phật này mà pháp tịnh độ không được giải thoát thì nhất định Phật Bồ Tát sẽ đến thế gian để thanh trừ, vì nó không có lợi ích mà dẫn dắt chúng sanh đi lạc lối, hại chúng sanh. Thì Phật Bồ Tát sẽ đến thế gian này để thanh trừ, giải quyết vấn đề này. Quý vị yên tâm đi, Phật Bồ Tát rất từ bi. Nhưng pháp môn tịnh độ cực kỳ lợi ích, rất là lớn. Nên Phật Bồ Tát rất hoan hỷ, nơi nào niệm Phật, nơi nào niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, để dẫn dắt chúng sanh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ. Nên pháp môn tịnh độ là pháp đại thù thắng. Tất cả các pháp đều thù thắng, nhưng tịnh độ là trên tất cả cái thù thắng. Quý vị tụng kinh cực kỳ thù thắng, trì chú cực kỳ thù thắng, nhưng niệm Phật là đứng trên tất cả những cái thù thắng đó. Quý vị cứ làm những cái mà quý vị cố gắng đi. Nhưng quý vị nếu muốn một đời này giải thoát thì phải kiên nhẫn niệm câu Phật hiệu. Vì cuối cuộc đời chúng ta hộ niệm bằng câu Phật hiệu, không phải tụng kinh. Hộ niệm bằng câu Phật hiệu, không phải trì chú. Nếu như nhận thức được sâu sắc thì quý vị sẽ kiên nhẫn niệm câu Phật hiệu. Quý vị sẽ niệm câu Phật hiệu cả đời, lão thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tổ sư Liên Trì có một câu nói rất hay. Khi Ngài sắp sửa giảng sanh, đệ tử thỉnh hỏi tổ sư, Ngài ra đi để lại lời khó chúc dạy đệ tử chúng con. Đại sư Liên Trì nói rằng, thành thật niệm Phật là đệ tử ngoan của ta. Để là câu phó chúc, thành thật niệm Phật là đệ tử ngoan của ta. Hòa thượng Ái Hiền nói một câu rằng, niệm Phật là thật, tất cả các vị khác là giả. Giảng sanh là thật, tất cả việc thế gian danh lợi là giả. Thành tựu con đường giảng sanh để là toàn thân xá lợi. Pháp sư Hải Khánh cũng để là toàn thân xá lợi, cũng có một câu Phật hiệu. Mẹ Hòa thượng Ái Hiền cũng có một câu Phật hiệu, giảng sanh biết ngày giờ. Lão Đức Hòa thượng đi tiểu không biết chánh người, như vậy mà niệm một câu Phật hiệu cũng biết ngày giờ giảng sanh. Từ nó những việc này quý vị thấy câu Phật hiệu này cực kỳ thù thắng. Nếu như quý vị có cái nhân duyên chuyên niệm một câu Phật hiệu thì đúng là quá tuyệt vời. Quý vị niệm Phật, quý vị còn tụng kinh trì chú nữa thì cũng cực kỳ tuyệt vời, đều là tốt hoàn toàn hết. Nhưng phù hợp vào mỗi một con người, làm sao mình phù hợp được, mình tiện tu được. Quý vị làm được tốt, quý vị làm không được thì làm cái nhẹ hơn tốt. Miễn làm sao đời này chúng ta tu cuối đời giảng sanh là tốt. Tốt nhất là gì? Giảng sanh. Nên có một vị không biết chữ, chỉ biết niệm Phật thôi. Khi ông sắp sửa giảng sanh, có người nói rằng nhiều người giảng sanh đều để lại một bài kệ, khuyên ông nên để lại bài kệ. Ông nói rằng tôi không biết chữ, nhưng quý vị nói tôi cũng để lại một câu, tu hành là phải làm thật, việc này không giả được. Chính ông không biết chữ, chỉ niệm một câu Phật hiệu, ông giảng sanh biết ngày giờ. Ông khuyên rằng tu hành là phải làm thật, làm thật ngay câu Phật hiệu này. Đại lão Hòa thượng Hải Hiền ngày nói rằng chỉ cần chân thật niệm một câu Phật hiệu này thì việc gì cũng thành công. Nhớ, chỉ cần chân thật niệm câu Phật hiệu này thì việc gì cũng thành công. Nhận đức tin 100%. Nên vị giảng sanh không biết chữ nói rằng tu hành là phải làm thật, việc này không giả được. Niệm Phật là phải niệm tới cùng câu Phật hiệu này, việc này không thể lơ là được. Nên mỗi ý niệm của chúng ta trước khi đi ngủ là dỗ dắt A Di Đà Phật, sáng mở mắt thức dậy là A Di Đà Phật. Giống như thường ngày sống của chúng ta là niệm A Di Đà Phật, cuối đời của chúng ta là niệm A Di Đà Phật, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nên quý vị là người tu tịnh độ, cố gắng gầy dựng ở gia đình của mình thờ khóa tu sáng tối ổn định, gia đình có ngôi tham bảo để thờ, như vậy thì vô cùng đặc biệt, vô cùng tuyệt vời. Chúng ta áp dụng tại gia, mỗi ngày nghe pháp chuyên tu tịnh độ, hai bài giảng của những đức, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Những người chúng ta hữu duyên thì chúng ta cùng học tập, gây dựng tín nguyện cả đời, cuối đời chúng ta cùng niệm Phật và cùng hẹn gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Những đức nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, tín nguyện kiên cố
không ai làm mình dao động được. Có vật hiệu niệm tới cùng, những điều những đức giải thích quý vị nghe rất rõ ràng, nguyện giúp cho quý vị tăng thêm tín tâm tín nguyện niệm Phật. Và nhớ đừng bao giờ dùng pháp của Phật để đụng chạm với nhau, điều tốt hết, nhưng cái tốt phù hợp nào nhiều nhất quý vị nên nhận thức để chúng ta có được sự lợi ích khi tu học xác thực nhất quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.